Hello, xin chào các bạn, mình là Công Tokyo đây. Hôm nay thì trên kênh của mình đang mỗi giày Reebok khá là mới. Đó, đây là cái đôi giày mà mình có trên tay hôm nay. Nó có tên là Reebok Real Stickquist TCE. Thì cái đôi giày nó có cái đế khá là đặc biệt. Cái bên trong của nó là đế, mình nghĩ là đế farm đấy, nhưng mà bên ngoài là bọc một lớp cao su khá là đẹp. Đấy. Thì bạn nào có nhu cầu order những đôi giày chính hãng thì có thể liên hệ với mình. Đôi này được sale khoảng 50-60% gì đấy, giá cực kỳ tốt nha các bạn nhé. Cái phần da bên trên này thì da thật cho các bạn nhé, da thật này, sờ rất thích. Đó, độ hoàn thiện khá tốt. Đây là tem Nhật cho các bạn nhé. Thì qua đây bạn nào có nhu cầu muốn order những đôi giày chính hãng thì có thể liên hệ với mình theo cái đường link mô tả bên dưới. Mình là Công Tokyo. Xin cảm ơn các bạn.